Tại sao khó? Đây là bài 35 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1, tương ứng với phần tiếp theo của bài 11 quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói từ lưu học sinh. Liễu xuế sân. Liễu. Liễu. Xuế. Xuế. Sân. Sân. Liễu xuế sân. Liễu xuế sân. Tôi không phải là lưu học sinh. 我不是留学生. 我不是留学生. Mary là lưu học sinh. 玛丽是留学生. 玛丽是留学生.